Trở lại tin nhắn. Trở lại bản tin buồn cho công tố viên và chính quyền của Biden và truyền thông. Bản tin buồn cho tất cả cái đám chống Trump. Lòng dân. Cuối cùng nước Mỹ lòng dân vẫn là số number one. Một trăm dò ý kiến của trường đại học Harvard, hầu hết cử tri nói rằng bản cáo trạng của ông Trump là can thiệp bầu cử. Tin rằng ông ấy sẽ được tha bổng. Trong một cuộc thăm dò của cái polling đến từ Harvard Harris, đa số cử tri ghi danh tin tưởng rằng bản cáo trạng của cố vấn đặc biệt Jack Smith đối với ông Trump có động cơ về chính trị và can thiệp cuộc bầu cử. Một phần của cuộc thăm dò được tiến hành sau khi ông Trump bị buộc tội. Đánh giá mức độ nhận thức công chúng về bản cáo trạng 37 điểm liên quan đến tài liệu mật mà ông Trump đã mang đến Mar-a-Lago khi kết thúc cái tổng thống của ông. Trong số cử tri ghi danh đăng ký trả lời, 55% tin rằng bản cáo trạng có động cơ chính trị, so với 45% là hợp lệ. Tương tự, 56% những người tham gia phân loại các bản cáo trạng là sự can thiệp của bầu cử 2024, chỉ 44% coi đó là áp dụng của luật pháp. Nước Mỹ chúng ta cũng là 49-51. 49-51 rồi, nào tháng 49-51 mà cao lắm mà 52, 52-48. Trên thượng viện là thể hiện rõ ràng nhất 49-51, 52-53, 52-52-49, vân vân, 52-48. Thì bây giờ 56% là đủ thắng rồi. Tương tự, 56% cho rằng là sự can thiệp về bầu cử. Hơn nữa, phần lớn những người được hỏi, 57% tin rằng ông Trump sẽ được tha bổng vì cáo buộc phần lớn là do thuộc về đạo luật gián điệp năm 1917. Các cuộc thăm dò cử tri cũng hỏi về trường hợp tài liệu của Joe Biden, nơi cái tài liệu mật mà ông thời là phó tổng thống được đặt tại tư gia của ông và trung tâm Ben Biden, cũng như vụ bê bối của bà Clinton. Phần lớn cho rằng 65% người hỏi tin rằng Biden đã xử lý sai tài liệu, trong đó 75% cho rằng bà Clinton, 69% cho rằng là bản cỡ trong lý rửa tẩy cái email của bà. Tổ chức thăm dò ý kiến hỏi bạn cho rằng việc truy tố cựu tổng thống bị lấy tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở, điều này bà Clinton, Joe Biden và các quan chức cấp khác đã là một thủ tục công bằng truy tố có chọn lọc hay không. Hơn đó, 53% cho rằng là truy tố có chọn lọc, 47% tin tưởng rằng là áp dụng đồng đều. Mặc dù họ tin rằng ông sẽ được trắng án, nhưng phần lớn cử tri được lấy mẫu DOJ có lập trường mạnh mẽ khác nhau. Chống Trump là 42% cho rằng là hoàn toàn yếu, 44% nghĩ rằng ông ta có lẽ có tội nên bị kết án, 30% là có lẽ vô tội, 26% là có không nói rằng là anh ta có thể có tội, vân vân. Nói chung lại, đây là bản tin buồn. Bản tin buồn cho những kẻ chống Trump. Mà lòng dân thể hiện rất là rõ ràng, và đương nhiên họ sẽ bỏ cái lá phiếu cho 2024. Tụi bay rất sợ về điều này, và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.